Nào, hôm nay xì tin đen sẽ đi diệt dừa nha. Đi dừa tên. Đó. Tốt. Đâu bố quan giật được mà. Vô. Giật nó rớt xuống đó. Không có rớt. Rớt kì mà rớt. Đi hả? Cái tên khác mà. Qua đây nè. Nó nằm trên cái mái nhà trơn rồi. Tại nó dục ha. Nó đi ăn. Nó leo lên đỉnh rồi bẻ rồi từng trái rồi quăng xuống á. Rồi. Chứ đâu phải của hoài này đâu. Thì đúng rồi, hoài tên á. Đâu? Hoài trên cái hoài vừa sai ha, vừa khô hả? Cho thử dừng tá coi. Tá nhỏ mà sao đó. Vừa nó phải vừa bự đâu mà sợ. Cái to nó xíu không, nó rụng nó rớt nó dập á, không có dập, bữa quan giật rồi, quan giật từ tông giật ra mà đây được không, trên đây đúng rồi, đúng rồi, nó rớt không, nó rớt đó chờ á, thấy chờ ê đó rồi đi hên tái vậy. Cái này chắc phải giật cái tàu dừa xuống qua. Cái này chắc phải giật cái tàu dừa xuống qua. Giật cái tàu dừa cho nó hạ xuống. Thì có nước leo lên trển bẻ mẹ nó chứ gì đâu mà. Leo lên trển bẻ thì nhanh rồi, ghê quá. Chứ đâu có cách nào đâu. Leo lên trển thì nhanh thì dễ rồi, tại nó nằm ngay mái tôn mà. Gì đâu mà. Đó. Thấy chưa? Cái nhỏ xíu mà. Tên nhìn coi sai xưa nhìn. Thì có gì đâu mà. Cho tin leo lên đi. Tin. Nó lăn chứ sao. Đi ngay mấy tên mà. Nãy kêu giật cái tàu dừa xuống rồi hả. Đó. Cái giật cái tàu dừa xuống nè. À xuống hả? Bây giờ chết nguyên hoài đó sao? Nó lại chạy phải ăn. Điều khô để giấm. Nó lại phải ăn cái này trước nè. Nó lại chạy phải ăn cái hoài này nè. Rồi gớt cái bẻ xuống kìa. Được á. Này vừa xum xê luôn. Khoan khoan. Cái này chạy giật cái tông được mà ta. Chạy giật cái tàu dừa xuống á, còn kia bà cập xuống cho nấy đi. Chạy giật cái tàu dừa xuống. Đúng rồi. Giật xuống luôn đi. Vừa khô rồi mà. Giật chứ sao được, phải giật cái. Xuống xuống kìa, xuống kìa. Đó. Nói rồi mà nãy gì là ngon rồi. Khỏi phải tèo nóc nhà. Đi phải tèo nóc nhà. Ôm mấy trái rồi chảnh rồi đụng chảnh rồi mà không tèo đâu có được. Gì giật tí là vừa chi hả? Gì đây? Tin nhìn giật xuống pha khều khều cái tới dừa các em rồi xong luôn khều, ở đây khều được nè, đứng đây mới khều được. Nguyên hoài mà cũng được 4 trái rồi. 1, 2, 3, 4. Hay quá. 5.
Hoài này ít ha. Ôi, gì cao tay vậy. Ê, như cái nó của tay kia. Nó nhỏ bên kia mới là. Lộn vừa khô á. Và vừa này thật gian nan. Ở vừa gần nhà ăn gian nan quá. Vừa xa thì người ta ăn, vừa gần thì ăn rất là gian nan. À, đó đó đó, tới đó kêu được á. Ừ. Hai. Ồ. Hai. Hai tới luôn. Hai. Hết hả? Còn mà. Thấy tâm còn tái mà. Thôi đi. Rồi. Nghỉ dậy chưa? Nghỉ dậy. Rồi rồi rồi. Rồi. Nè, thấy chưa? Đó. Còn tái lại, còn tái lại. Còn tái lại. Là là. Ồ. Dữ. Rồi, con rồi. Thôi đi, quậy nay đi. Ê, còn tái, còn tái. Còn tái, còn tái. Ui. Ú. Hay quá. Quá chất. Thả lại, thả lại á. Thả lại. Đây đây đây. Hay hay hay. Ô. Hay. Pha pha pha. Ê, con tái luôn. Rồi. Đây 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 đây. Ô. Khỏi tèo luôn. Hay ghê. Nó còn rụng cái đỉnh á, nó mà chứ đâu phải hết đâu. Ba cái này cho bắt cái hang nha. Ở đây cho bắt cái hang cho hiểu chứ gì. Khỏi tèo. Để tính. Thì bắt cái hang ở đây nè. Để bắt cái hang để hiểu nè. Đây ha. Được không? Ghê chưa, ghê chưa. Gần vừa gần nhà ăn nó cực lắm. Để cho bắt cái hang hiểu. Hang ở đây nó vừa. Việc cơ. Dọn giường luôn đi. Việc mình ăn xuống. Ôi. Dạ. Gậu. Gãi cái xạo luôn vậy. Giật kiểu gãi xạo luôn vậy. Ôi. Thua. Gãi cái xạo luôn. Gãi đầu sao hả? Gãi luôn vậy. Thua. Bó tay. Giật cái cu ly mà tưởng nó tưởng là cái máy bào hay gì. Ủa, còn quại trên đó rồi ta. Kìa. Không phải. Quại bên kia kìa, chứ không phải quại đây. Mày dở cái tàu dừa nữa, cái nó đặt cái mít này nè. Dở cái tin được à. Tin được à. Tin ra làm dừa vô. Mà nó dép vô. Vừa ăn vừa lượm. Ủa. Ơi, ra đây được hay dữ. Trời ơi, nãy giờ đứng đợi ở đường này. Sao ra được hay vậy? Đi ra đường đó. Ủa làm vậy? Rồi sao lên tới? Hả? Thôi không tới rồi. Này bắt ở ngoài họ thì được. Ui kêu quá. Thôi khỏi đi. Khỏi lắm. Ghê quá. Tao. Ui.
Thấy không? Lấy cây gì khều được đó không? Lấy cây khều không? Lấy cây gậy khều được không? Cả. Ui, cũng làm được rồi. Cũng làm số 2 vậy. Mày tay. Dữ. Mày tay. Đưa cái cây gậy cho khều được không? Lấy cây gậy đi. Cây gậy trong loại mày tên. Ui, còn kêu con lại đó. Đi như vậy nè. À. Tay tay. Tay không? Thưa. Ui. Ra đi. Đứng im nè, bao mà chiều cha. Ừ. Đây vừa biết mà. Thì khiều xuống luôn chứ để làm gì? Tay kia xa không? Ôi, 3 tái luôn. 4 tái thì tổng cộng 5 tái. Còn nữa hả? Ủa, 6 tái luôn. Dữ thế. Trời, cái này là cái gì vậy cha? Thế rồi, chưa ấy á. Cái hầm cầu á. Sao ông nó đóng ổ trống ghê hả? Ừ. Ok, xì tên á, ở đó để mà ăn đậu mà không. Ôi, 7 tái luôn. Đâu nhiều vậy? Rồi, hạ xuống. Ô, cái nước bản. Từ từ qua bà nội, để ông nội xuống kìa. Chưa. Nè, đi đường này qua nội nè, đi đường này nè. Đi đường này. Quả tài thành phẩm, dành lắm vừa không? Đâu vậy? Tổng thu hoạch. Đây. Tổng thu hoạch, xách vô. Đây, thành phẩm. Ở đây, mặt chú ba nè. Đó, làm không thấy là bắt đầu gàng. Ngâm tái rồi. Rồi còn gáy của ấy. Làm thì mới có ăn. Ừ. Đó, xì tinh đen là bây giờ thành công. Ăn cái dừa thì em. Mới làm có ok, kết thúc xin rồi.